Tôn Thất Đính, viên tướng thức thời trong hoàng tộc. Các bạn thân mến, Tôn Thất Đính cũng như nhiều viên tướng khác của chế độ Sài Gòn đã tiến thân bằng con đường phục vụ những lực lượng ngoại bang, để rồi cuối cùng, sau tháng 4 năm 1975, phải sống nốt những ngày tàn nơi đất khách quê người với thân phận lưu vong. Bản chất hoạt đầu, lừa thầy phản bạn, ngay cả khi đã phải sống trong cảnh ly hương, thất cơ lỡ vận, Tôn Thất Đính vẫn không thôi trò khuếch khoác về quá khứ của mình. Và chính vì thế, luôn bị chính những đồng minh cũ lật tẩy những trò tiền hậu bất nhất. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nhân vật này nhé! Một, tiểu sử và binh nghiệp. Tôn Thất Đính sinh ngày 20 tháng 11 năm 1926 trong một gia đình tôn thất nhà Nguyễn có truyền thống hiếu học tại Huế, nhưng lớn lên ở xứ Hoa Đà Lạt. Ông có biệt danh là Ba Đính. Thời niên thiếu, ông học tiểu học và trung học ở Huế. Năm 1944, ông tốt nghiệp trung học phổ thông với văn bằng tú tài bán phần. Sau đó lên ở với người anh cả là ông Tôn Thất Đính ở Đà Lạt. Tại đây, ông trúng tuyển kỳ thi ngạch thông phán, thư ký hành chính và được tùng sự tại tòa công sứ Đà Lạt. Năm 1945, Việt Minh giành chính quyền từ tay người Nhật Bản. Với sự nhiệt tình ái quốc của tuổi trẻ, khi người Pháp tái chiếm bán đảo Đông Dương, ông hưởng ứng phong trào học sinh yêu nước trong cao trào kháng Pháp bấy giờ, tham gia lực lượng quân sự của Việt Minh chống Pháp, làm ủy viên chính trị một trung đội trong tiểu đoàn vệ quốc quân Việt Minh tại Đà Lạt. Ông cùng đơn vị mình tham gia chiến đấu chống lại liên quân Anh, Pháp, Nhật tại mặt trận Đà Lạt, Đơn Dương. Cùng chiến đấu tại đây có một tiểu đoàn trưởng Việt Minh tên là Đỗ Mậu, người về sau đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời binh nghiệp của ông sau này. Tuy nhiên, do sự yếu kém trong tổ chức kháng chiến cũng như sức mạnh, hỏa lực của đối phương, mặt trận nhanh chóng tan vỡ, đơn vị ông cũng tan rã hoàn toàn. Ông bỏ trốn về Đà Lạt, ẩn náu trong nhà người anh để tránh bị bắt bớ giam cầm. Ông xin làm thư ký cho ti cảnh sát Pháp, nhưng đầu năm 1948, ông bị phát hiện đã từng tham gia Việt Minh chống Pháp nên bị chính quyền Pháp bắt giam. Nhờ sự bảo lãnh của người anh trai, bấy giờ đang là một chuyên viên, đang làm việc tại Viện Pasteur Đà Lạt, ông được thả tự do với cam kết không được tham gia các hoạt động chống Pháp. Trong một chuyến về thăm gia đình tại Huế, ông gặp được một người quen cũ là Đỗ Mậu, bấy giờ đang làm trưởng phòng 3 Bộ Tham mưu Việt binh đoàn tại Huế, một lực lượng quân sự bổ sung của quân đội Pháp. Do sự giới thiệu của ông Mậu, ông gia nhập Việt binh đoàn. Sau khóa đào tạo hạ sĩ quan tại Mang Cá, Huế, ông được phân bổ về làm thư ký ở phòng bí thư Bộ Tham mưu với cấp bậc trung sĩ. Tháng 10 năm 1948, chính phủ Pháp hỗ trợ cho chính phủ quốc gia Việt Nam mở trường đào tạo sĩ quan người Việt, lấy tên là Trường Sĩ quan Việt Nam ở Đập Đá, Huế, với mục đích bổ sung sĩ quan cho quân đội Liên Hiệp Pháp. Với học lực tú tài Pháp, ông được cử theo học khóa 1 Bảo Đại, khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1948. Ngày 1 tháng 6 năm 1949, mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy hiện dịch. Ra trường, ông được chuyển đến trường hạ sĩ quan An Cựu, Huế làm huấn luyện viên. Giữa năm 1950, ông được chọn sang Pháp du học ở trường kỵ binh Samoa, École de Cavalier de Samoa. Tôn Thất Đính tốt nghiệp trường thiết giáp Samoa của Pháp năm 1951. Trong tiếng Pháp, Samoa còn có nghĩa là nước mắm, và những người từng học ở trường Samoa xa hay bị gọi sau lưng là dân nước mắm vì đã tự sáng chế ra lối chào xòe 5 đầu ngón tay như bàn tay ếch, không kẹp sát lại theo đúng quân kỳ, quân phong, lập dị, cho khác bản dân thiên hạ. Tiếng là học về thiết giáp, nhưng thực ra chưa bao giờ Tôn Thất Đính phải áp dụng những kiến thức quân sự của mình vào thực tế. Sau khi mãn khóa học về nước, ông được cử làm đại đội trưởng đại đội ngự lâm quân đồn trú tại thành nội Huế. Khi vừa lớn lên, Tôn Thất Đính đã xin vào làm một chân ông cò ở Đà Lạt. Xảo hoạt, tận dụng hết cỡ cái họ Tôn Thất của mình, Đính dù không phải tham gia chiến trận vẫn được thăng tiến ầm ầm. Năm 1952, ông được thăng cấp trung úy và được chỉ định làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 12 Việt Nam.
kiêm phân khu trưởng phân khu Hòa Luận, Quảng Bình. Đầu năm 1953, ông được thăng cấp đại úy, chuyển ra Bắc giữ chức vụ tham mưu trưởng Liên đoàn Lưu động số 2, đồn trú ở Ninh Giang, Hải Dương. Tháng 7 cùng năm, ông được thăng cấp thiếu tá, giữ chức vụ trưởng phân chi khu Thái Bình, kiêm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 22 Việt Nam. Tháng 1 năm 1954, ông được thăng cấp trung tá tư lệnh Liên đoàn Chiến thuật số 31 Bộ Binh tại Hải Dương, thay thế cho trung tá Nguyễn Quang Hoành. Tháng 4 cùng năm, bàn giao Liên đoàn 31 lại cho thiếu tá Nguyễn Hữu Có. Ông được cử theo học khóa chỉ huy Liên đoàn Chiến thuật cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Quân sự Hà Nội. Tháng 6 mãn khóa học, ông được cử giữ chức vụ tư lệnh Liên đoàn Chiến thuật số 32 Bộ Binh Việt Nam. Một viên sĩ quan của quân đội Sài Gòn từng có dịp tiếp xúc với Tôn Thất Đính ở giai đoạn sau năm 1954, nhớ lại. Trung tá Tôn Thất Đính thuở đó thường có phong cách ứng xử rất ngang tàng, ưa dùng gậy chỉ huy đập thuộc cấp. Mỗi khi Tôn Thất Đính xuống xe, đi bộ trên các đường phố ở địa bàn mà ông ta phụ trách, là thế nào cũng có một đoàn cận vệ đi giật lùi ngay phía trước ông. Dăm sáu binh sĩ này được tuyển lựa, cao, to, vận chiến phục rằn ri, áo đuôi khỉ của lính dù. Lăm lăm tiểu liên Thompson đã được tháo báng gỗ, mặt mày bặm trợn, sát khí đằng đằng, chả khác chi cảnh tướng phường chèo. Một trong những tính xấu cố hữu của Tôn Thất Đính là luôn luôn tự bôi vẽ và nâng mình lên bằng cách hạ thấp những cộng sự và những người tiền nhiệm. Sau này khi đã lưu vong, xuất bản cuốn hồi ký Thực ít hư nhiều, 20 năm binh nghiệp, Tôn Thất Đính mỗi khi kể về chuyện mình được đề cử vào một chức vụ mới nào là y như rằng lại không ngớt chê bai, nhục mạ người cũ, toàn là lũ bất tài vô tướng, làm hư bột hư đường, sôi hỏng bỏng không, để đến nỗi giờ đây, tới thay thế, ông ta phải quá ư là vất vả, hao tâm tổn trí để sửa chữa những lỗi lầm cũ trước khi áp đặt những phương án kỳ diệu mới của ông ta vào. Sau Hiệp định Geneva, Tôn Thất Đính cùng đơn vị di chuyển vào Nam, đóng quân tại phân khu Duyên Hải Nha Trang, liên tiếp chỉ huy đơn vị hành quân tiếp thu Bình Định, Quảng Ngãi, sau khi lực lượng Việt Minh rút đi tập kết. Đầu tháng 8 năm 1954, được sự giới thiệu của Trung tá Đỗ Mậu, ông bí mật gia nhập Đảng Cần Lao Nhân Vị và trở thành một thành viên tích cực ủng hộ Thủ tướng Ngô Đình Diệm giành được quyền lực, được cử làm Ủy viên Quân ủy Trung ương. Ngày 1 tháng 2 năm 1955, ông được thăng cấp đại tá tại nhiệm. Cùng thời điểm này, Liên đoàn 32 Chiến thuật được tổ chức thành Sư đoàn 32 Bộ binh tại Đà Nẵng và ông làm tư lệnh sư đoàn. Năm 1956, Tôn Thất Đính giữ chức tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ binh ở Quảng Ngãi. Sau khi Thủ tướng Diệm tuyên bố thành lập Việt Nam Cộng Hòa và trở thành Tổng thống đầu tiên, ông trở thành một sĩ quan trẻ được trọng dụng. Hạ tuần tháng 7 năm 1957, ông được lệnh bàn giao Sư đoàn 32 lại cho Trung tá Đặng Văn Sơn. Năm 1957, được điều về làm tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh. Một tháng sau, ông được cử đi du học lớp chỉ huy và tham mưu cao cấp tại Học viện Quân sự Fort Leavenworth, tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ, niên khóa 1957, thụ huấn 16 tuần. Tháng 12 năm 1957, sau khi du học ở Mỹ về, ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh Sư đoàn dã chiến số 1. Cùng năm này, ông được cử đi du học ngắn hạn khóa chỉ huy hành quân hỗn hợp binh chủng ở trường cao đẳng chiến tranh tại Okinawa, Nhật Bản. Đầu tháng 8 năm 1958, ông được thăng cấp thiếu tướng khi mới 32 tuổi và được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh quân đoàn 2 ở vùng 2 chiến thuật, thay thế cho thiếu tướng Trần Ngọc Tám, sau khi bàn giao sư đoàn dã chiến số 1 lại cho đại tá Nguyễn Văn Chuân. Trong giai đoạn từ năm 1959 đến năm 1961, Tôn Thất Đính trở thành tư lệnh quân đoàn 1, rồi với quân hàm thiếu tướng, ông ta được cử làm tư lệnh quân khu 4 thay cho tướng 9. Trần ướt chân ráo về, Tôn Thất Đính đã tìm đủ mọi cách để bôi xấu người tiền nhiệm, một nhân chứng nhớ lại. Tôn Thất Đính đã sử dụng ngay các cơ cấu điều tra để hoàn thành cấp tốc một hồ sơ về các hành vi bê bối, hủ hóa của cặp vợ chồng tướng cũ vừa bị hạ bệ. Theo một báo cáo đã được các cơ quan chuyên môn thiết lập rất công phu, với đầy đủ nhân chứng thì ông 9 đã sách nhiễu tình dục vú em, còn bà 9 thì tàng tự với tay tài xế. Cũng trong cuốn hồi ký đã dẫn, Tôn Thất Đính đã tìm mọi phương thức vạch lá tìm sâu, bới bèo ra bọ để hạ tướng 9 và không chỉ thế, Tôn Thất Đính còn cố bới móc đời tư của người tiền nhiệm bằng những báo cáo gửi theo đường dây nội bộ của Đảng Cần Lao do Ngô Đình Nhu lập ra.
Tôn Thất Đính làm tư lệnh quân khu 4 cũng là giai đoạn mà ông ta tỏ ra rất mực cung cúc tận tụy với triều đại nhà Ngô. Khi Ngô Đình Diệm cùng bầu đoàn anh em thuộc hạ lên Pleiku đi thăm khu dinh điền, gặp hôm trời mưa, đường trơn. Ngô Đình Diệm đã thay giày bốt để dễ đi lại hơn, nhưng riêng Ngô Đình Luyện, em trai tổng thống, vẫn đi giày thường. Thế vậy, thiếu tướng tư lệnh quân khu Tôn Thất Đính đã vội vã ra lệnh lấy giày vải nhà binh cho ông Luyện thay. Khi giày được mang đến, đích thân thiếu tướng Đính quỳ xuống cởi giày cho ông Luyện trước sự ngạc nhiên của tất cả sĩ quan và đoàn tùy tùng của Ngô Đình Diệm. Sau sự việc này, họ Ngô lại càng tin tưởng thêm vào sự trung thành nhất mực của Tôn Thất Đính. Rất biết hóng gió, Tôn Thất Đính còn khôn ngoan nhận làm con nuôi của Ngô Đình Cẩn và tìm mọi cách để anh em Diệm Nhu tin vô điều kiện vào sự trung thành của mình đối với họ. Mặc dù trước năm 1954, ông ta từng nằm trong đảng con ó do tướng Nguyễn Văn Hinh, một nhân vật thân Pháp và rất không muốn Ngô Đình Diệm tranh chỗ, lập ra. Hoạn lộ của Tôn Thất Đính cũng thêm phần thăng hoa, nhớ biết như kỳ nhông, đổi màu. Dù có được sự sủng ái của Tổng thống Diệm, ông vẫn bị cố vấn Nhu đánh giá là một người bốc đồng, tự cao tự đại và huênh hoang, thích rượu chè và tiệc tùng, những yếu tố rất nguy hiểm cho một tướng lĩnh cầm quân. Bên cạnh đó, ông cũng dính vào một số cáo buộc về việc bao che cho người anh trai Tôn Thất Đính, độc quyền khai thác gỗ ở cao nguyên Trung Phần, cũng như việc đưa người em Tôn Thất Đình làm sĩ quan văn phòng để không phải tham gia chiến đấu. Mặc dù vậy, ông vẫn được xem là không có tham vọng chính trị và đứng đầu sổ về lòng trung thành với Tổng thống Diệm. Sau vụ binh biến năm 1962, do hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử lái hai chiếc máy bay khu trục Skyrider ném bom Dinh Độc Lập. Ngày 7 tháng 12 năm 1962, bàn giao quân đoàn 2 lại cho Thiếu tướng Nguyễn Khánh. Ông được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 3 ở vùng 3 chiến thuật, thay thế cho Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm. Đến ngày 21 tháng 8 năm 1963, kiêm Tổng trấn Đô Thành Sài Gòn, giám sát khu vực xung quanh Đô Thành. Với vai trò đó, ông trở thành một yếu tố quan trọng trong sự thành công hay thất bại của bất kỳ cuộc đảo chính nào. Mặc dù rất được trọng đãi, nhưng lòng tham vô đáy lại rất háo danh lợi. Cho rằng mình có công lớn giúp lập triều đại nhà Ngô, nên Tôn Thất Đính rất muốn được đeo lon trung tướng. Tuy nhiên, Ngô Đình Diệm không đồng ý vì cho rằng Tôn Thất Đính đeo lon thiếu tướng đã là được trọng đại quá rồi. Chính vì thế nên Tôn Thất Đính đã mang lòng phản trắc và vào hùa với nhóm các tướng tá cao cấp của quân đội Sài Gòn. Có trong tay 2.500 lính dù, 1.500 lính thủy quân lục chiến, 700 quân cảnh. Ngoài ra, Tôn Thất Đính còn có liên hệ với sư đoàn 5 bộ binh. Không phải ngẫu nhiên mà trưởng phòng CIA ở Sài Gòn, John Richardson, đã khuyến cáo nhóm tướng lĩnh chóp bu trong phe đảo chính rằng phải cố gắng thuyết phục cho được Tôn Thất Đính tham gia. Tướng Trần Văn Đôn, thành phần cốt cán trong phe đảo chính, biết rõ nỗi ấm ức của Tôn Thất Đính trong chuyện không được Ngô Đình Diệm cho lên sao, đã khéo léo dùng những lời xúc xiểm để Tôn Thất Đính đi theo nhóm đảo chính. Không nắm được những biến chuyển này, khi Tổng thống Diệm và em trai là cố vấn Ngô Đình Nhu biết được có một âm mưu đảo chính, đã lên kế hoạch một cuộc đảo chính giả nhằm bẫy đối thủ. Trong kế hoạch này, ông được giao đóng vai trò quan trọng cốt yếu. Hai anh em ông Diệm và Nhu đều không ngờ rằng toàn bộ kế hoạch phản đảo chính đều bị tướng Đính thông tin cho nhóm đảo chính. Qua đó, nhóm đảo chính đã kịp thời bố trí các đơn vị trung thành với chế độ ở xa bên ngoài Sài Gòn và điều các lực lượng nổi dậy về gần Đô Thành. Trên cương vị của mình, chính Tôn Thất Đính đã đề nghị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn phân tán được 4 đại đội biệt kích dù đi các nơi trước khi có cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963. Vì thế, khi đảo chính bùng nổ, lực lượng được coi là đặc biệt của chính quyền Ngô Đình Diệm, coi như sạch bách, không còn một sức mạnh tác chiến nào dự trữ tại Sài Gòn. Sự phản bội của Tôn Thất Đính đã là một gáo nước sôi đổ lên đầu triều đại nhà Ngô. Cho đến phút cuối cùng trước khi bị hạ thủ, anh em Diệm Nhu vẫn không tin là một cận thân được hưởng nhiều ân huệ như Tôn Thất Đính lại trở mặt làm phản. Ngay cả các viên sĩ quan CIA lúc đó cũng công nhận rằng nếu không lôi kéo được ông tướng Đính thì nhóm đảo chính rất khó bề thành công. Ngày 2 tháng 11, ông được thăng cấp trung tướng và được cử vào chức vụ đệ nhị phó chủ tịch hội đồng quân nhân cách mạng, kiêm tổng trưởng an ninh trong nội các của chính phủ thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ sau khi bàn giao chức vụ tổng trấn Sài Gòn lại cho trung tướng Mai Hữu Xuân. Sau khi anh em Diệm Nhu bị sát hại và phe quân sự lên nắm quyền ở Sài Gòn, Tôn Thất Đính đã giữ chức phó chủ tịch, cái gọi là hội đồng quân nhân cách mạng. Tuần lễ đầu của tháng 11 năm 1963 đã mang lại cảm giác ngất ngây cho Tôn Thất Đính cũng như là cho Trần Văn Đôn. Có lần hai viên tướng này ra dạo chơi quảng trường Lam Sơn đã được những kẻ hâm mộ quá khích công kênh lên như những người hùng của cuộc đảo chính,
ngày 1 tháng 11 năm 1963. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau, cốt khỉ thì lại hoàn cốt khỉ. Ngày 1 tháng 2 năm 1964, do mâu thuẫn quyền lợi, tướng Nguyễn Khánh từ Pleiku đã lén về Sài Gòn tiến hành chót lọt cái gọi là cuộc chỉnh lý và Tôn Thất Đính cùng một số viên tướng bị coi là trung lập khác bị loại khỏi cuộc chơi lớn. Tôn Thất Đính bị đưa lên biệt giam tại Pleiku trong một thời gian. Trong suốt cuốn hồi ký 20 năm binh nghiệp xuất bản trong cảnh lưu vong sau này, Tôn Thất Đính vẫn rất cay cú, oán hận Nguyễn Khánh về chuyện đó. Nhưng đúng như một nhân chứng đã viết, sao ông ta không chịu khó phân tích để thấy là nếu Nguyễn Khánh không thực hiện cuộc chỉnh lý ngày 1 tháng 2 năm 1964 thì thế nào cũng có một viên tướng khác làm, cũng do lệnh của các thái thú Mỹ như Cabot Lodge hoặc Maxwell Taylor như họ đã từng ra lệnh để lật đổ triều đại nhà Ngô. Cũng giống như là vào những ngày cuối tháng 10 năm 1963, Tôn Thất Đính và Trần Văn Đôn đã nhận lệnh của điệp viên CIA Cornell để làm đảo chính triều đình nhà Ngô vậy. Đã làm phận tay sai thì phải chịu rắn nát mặc dầu tay kẻ nạn chứ. Ngày 30 tháng 1 năm 1964, do mâu thuẫn quyền lợi, tướng Nguyễn Khánh từ Pleiku đã lén về Sài Gòn tiến hành chót lọt cuộc chỉnh lý. Ngày 5 tháng 2, ông bị tướng Khánh buộc bàn giao chức vụ tư lệnh quân đoàn 3 cho Trung tướng Trần Thiện Khiêm, nguyên tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu. Ngày 14 tháng 2, ông cùng với các tướng Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân và Nguyễn Văn Vĩ mới trở về từ Pháp, bị buộc tội có xu hướng trung lập, bị bắt và quản thúc, loại khỏi chính quyền quân sự. Ông bị biệt giam tại Pleiku trong một thời gian, sau đó bị đưa về quản thúc tại Đà Lạt. Thời điểm này ở cao nguyên Trung Phần, xảy ra cuộc bạo loạn do lực lượng Phunro của một nhóm người sắc tộc ở các tỉnh Dalak, Pleiku và Kon Tum khuấy động đòi tự trị. Ngày 14 tháng 11, ông được tướng Khánh triệu ra làm tư lệnh quân đoàn 2 kiêm chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Hành quân dẹp loạn Phunro. Sau khi dẹp loạn thành công, ông bị quản thúc tiếp tại Vũng Tàu. Đến cuối tháng 12, ông mới được tướng Khánh cử giữ chức vụ Tổng Thanh tra Quân lực kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn, những chức vụ chẳng có mấy quyền lực. Tuy nhiên, là một kẻ hoạt đầu vào hàng cao thủ, sau này Tôn Thất Đính vẫn tìm đủ mọi cách để năm 1966 trở thành Tổng cục trưởng Quân huấn kiêm nhiệm Tổng Thanh tra Quân lực, dù đó là những chức vụ chẳng có mấy quyền lực. Năm 1966, ông ta còn được giữ chức vụ tư lệnh vùng 1 chiến thuật khi có những sự cố liên quan đến phong trào đấu tranh của Phật tử, và trong giai đoạn 1967-1968, Tôn Thất Đính vẫn cạy cục để được đắc cử Thượng nghị sĩ trong Liên danh Hoa Sen, rồi làm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng nghị viện Sài Gòn. Thậm chí trong giai đoạn từ năm 1970 tới năm 1972, Tôn Thất Đính còn là trưởng khối xã hội dân chủ. Thật là khôi hài. Cà cuống chết đến đít còn cay. Khi làm chủ bút tờ Công luận, Tôn Thất Đính vẫn giữ cây gậy chỉ huy, từ thời còn làm tướng. Có bữa quá nóng giận, mất khôn, ông ta đã dùng cây gậy đó để gõ lên đầu anh quản lý. Không ngờ bị anh ta giằng được gậy, đánh lại. Hết thiềng. Sau tháng 4 năm 1975, Tôn Thất Đính phải rơi vào cảnh sống tị nạn nơi đất khách quê người. Ngày 21 tháng 11 năm 2013, ông từ trần tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi. Tang lễ được cử hành trọng thể tại Nam California theo nghi thức của quân đội. Các bạn vừa theo dõi Tôn Thất Đính, viên tướng thức thời trong hoàng tộc. Các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Đừng quên để lại suy nghĩ dưới phần bình luận nhé! Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.